Ôi, trời ơi. Ôi, bữa nay là đi đâu đây? Dạ. Đi đâu nói cho bà con cô bác nghe nè. Dạ. Mưa vậy? Mưa ở chợ mưa anh ơi. Ủa chợ mưa hả? Ừ. Dạ trường mến chào quý cô chú anh chị. Thì hiện tại là đây là anh Linh, 32 tuổi. Thì ngày hôm qua là anh em đó cũng hỗ trợ để đi tìm vợ đó. Thì ngày hôm nay là được ba vợ đón về trên nhà vợ ở luôn quý chú anh chị. Thì nay là mấy anh em làm cái video này để thông báo với quý chú anh chị một tin vui. Nay vui chưa? Hết khóc rồi đúng không? Em vui nên là em cũng nhớ vợ và cũng cảm ơn ba với chị hai nhiều lắm. Cho em với cho em với con em gặp vợ em, cho em biết sửa sai. Nên là bây giờ em chị không có biết đường đi qua chị hai. Chị hai nói chờ chút con ba giờ chị hai chỉ đường cho đi. Thì các ngày em con em thì nó nhớ mẹ nhiều quá đi. Mới kêu ba đi thí đi. Rồi đó đi ra ở không biết thì hỏi. Rồi em mới đi sáng giờ ý bắt cưa tự tận cái tổn xuống. Là bây giờ là nhà giờ bà vợ bà đang ở đâu? Và vợ của em ở bên xe đét á. Là đang ở chung với ông già vợ bên đó ha. Bây giờ chị hai với vợ em á thì có là ở bên bản á, nhưng là ba ông ba với mẹ đi công chuyện rồi. Chờ ông ba mẹ đi về á, chị hai mới cho địa chỉ rồi qua bản. Rồi bây giờ có địa chỉ chưa? Chưa. Trời ơi, chưa có địa chỉ mà dám đi luôn không? Cả gì con em mới nhớ mẹ, cái có kêu em ba ơi đi đi. Tôi không biết á thì hỏi người ta. Dạ con kêu ba đi hả? Sao mới chuyển cho con? Con sáng nhà, nè, chú hỏi nè. Ở nhà sáng, kêu sáng ăn nói. Gì chưa? Chưa. Chưa ăn luôn hả? Có đói bụng không? Đói. Đói hả? Vậy ngày qua mẹ nói con sao? Mẹ có điện thoại cho con không? Hả? Nào, mẹ nói gì nè, nói chú nghe coi. Hả? Nói đi, nói đi. Mẹ nói con gì? Sao bé con qua này? Hả? Con quên rồi. Quên rồi hả? Nhưng mà hôm qua về ngủ ngon không? Ừ. Ngon hả? Rồi mẹ là lúc đó mẹ điện về lúc mấy giờ? Dạ, mấy giờ? Lúc mà bà vợ điện về mấy giờ? Lúc ông ba em điện rồi, lúc đó 11 giờ phía rồi. À, 11 giờ phía hả? 11 giờ phía rồi. Là ông nói sao nói nghe coi. Lúc đó em còn khóc, cả vì ông ba ông điện rồi, ông nói á. Thì thấy con cái gan vậy á, thì cha cũng thấy cảm động. Vinh hả, con về á, con biết con sửa sai á. Thì cha mới đưa con gái về hai vợ chồng mới ở. Và cha có hỏi con á, có thương vợ á thì về với vợ sống chứ không có ở, vợ không có chịu giờ chẳng ở. Thôi bây giờ về đi, dựng xe xuống được không? Xe này dựng được không? Được, em sẽ gỡ đồ. Hả, sợ rớt đồ hả? Rớt đồ rồi riêng. Có chúng đứng không? Có. Rồi xuống đây tôi dựng xe cho. Ông đem đồ hết luôn vậy trời. Ông đem đồ hết luôn rồi sao của gì ơi? Từ đó, từ đó nha. Rồi bắt con xuống trước đi. Này là ở nhà là anh gom theo hết luôn đó hả? Không, cái này cái nào xài thì em kéo lên cái nào xài thì em gom, còn cái nào không xài em bỏ ở nhà. Từ từ có đâu, cái đồ mảnh với đồ để ghém này vô cái đó với đùng mà đồ là tài sản là có những gì mà đem qua đi hết cho vậy? Dạ đồ ạ, chỉ có mấy anh dịch sim em đem theo ẩn em về bản cho ông ba với mẹ. Trong bao không biết còn sống hay chết nữa. Trời ơi, nhỏ đó giờ ngồi trên xe hả? Thì bên nhà vợ xem được những video mà anh em truyền tải lên. Thì bên nhà vợ thấy anh này đó như là thật tâm, thành khẩn rồi. Rồi cho đi về bên nhà vợ luôn. Giờ bữa nay về nhà vợ sống vui ha. Nay hết khóc rồi nha quý vị. Hình như là bỏ xứ luôn. Bỏ xứ luôn, đi luôn rồi. Hết khóc nhưng mà cái giọng nói thì vẫn y gan vậy. Đó, cái này là cái do cái giọng người ta chứ không phải là người ta khóc đâu nha. Được mấy con? Hai con vịt sim, một con trống mái với con gà. Để làm cái này là giống như là cả gia tài luôn đúng không? Cái này chủ yếu em cho cha với mẹ á. Đâu, biếu cho. Rồi có cho tôi con nào không ông nội? Em thì có con gà rồi tính em có giấy không? Rồi hẳn em kiếm được giấy em mặn em cúng. Trời ơi, không sao. Ê, còn sống. Con gà chứ. Bỏ vô đi. Không sao, bỏ vô đi. Chạy ra. Rồi, con gà bắt. Con gà đi. Cái bao này chở sao đi chứ giờ để lên cho nó nhỏ ngồi lên rồi. Con vịt sim còn lại chắc đi luôn á. Rồi bây giờ cái cảm xúc mà muốn gặp vợ là bây giờ là nó dân tràn như thế nào? Nói cho tụi em nghe. Em gặp vợ em mình em vui lắm. Thứ nhất là em cũng cảm ơn cha mẹ với chị hai.
chẳng cho em biết lỗi biết sai, còn em hết cảm ơn bà con cô bác đã xem kênh của em coi. Em cũng cảm ơn cho em được gặp vợ, thương vợ em nhiều lắm. Rồi không có khóc nữa nghe, bữa nay nói chuyện là vui là khác rồi, còn buồn là khác, không có khóc à. Khóc nữa là người ta lao sụm chân á. Rồi mình đi như vậy thì ba mẹ có nói gì mình không? Không, cả về em cũng có nói cha với mẹ là em đi ở với vợ em luôn rồi, coi gan rồi, con không có về đi, nào có về con cho hay. Vậy là bỏ ba mẹ luôn hả? Không có bỏ, nhưng là cả về thương vợ thì em đi theo vợ. Thời gian á thì em với vợ em có tiền bạc á thì cũng về thăm cho tiền bạc cha mẹ. Lần này là quyết tâm là đi theo vợ luôn. Theo. Thấy cũng tội chứ. Là nhà nãy là gom được những gì đâu, kể sơ sơ em nghe coi. Em chỉ lấy đồ với vợ sắt với mền đem theo cho cụ vợ vợ mắp đắp với của em với con. Rồi cái nhà em bảo là đóng cửa bỏ luôn. Cái nhà em bảo thì em đóng cửa, em kêu anh hai coi giùm, anh hai không có sao đâu. À, rồi bây giờ là nhà còn nuôi được mấy con này á là đem đi thôi, chứ ngoài ra là giờ không còn gì hết. Dạ. Là sáng giờ đổ xăng chưa đi vợ? Em có đổ rồi, nãy giờ em cũng chưa có coi nữa. Rồi sáng không sao không cho nhỏ ăn xong đi hả, cho đi. Em kêu con ăn rồi đó thôi, thà con đi kiếm mẹ, con gặp mẹ rồi con ăn sau, có nói vậy đó. Kiếm mẹ, đứt ruột không? Thôi bây giờ gán lên ha, bữa nay là đóng như là... Ủa mà này quên nữa, hồi nãy nói là ông già vợ chưa có cho địa chỉ chính xác đúng không? Đúng. Rồi giờ về bản rồi, giờ đi giờ đi tìm, đi đó biết đường đâu tìm. Hay là điện lên đi. Điện cho ông già vợ coi sao rồi. Con đang chạy qua nè, cái địa chỉ ở đâu? Ừ. Bên đây có mấy anh đây dẫn đường không qua? Chứ giờ điện em nói chuyện với chú đi. Ok anh. Để tội vô cả nhà. Để mình nói thằng bé nói đứt ruột hết trường. Ừ. Không dám ăn ha, để gặp mẹ nghe tính à. Ba trời. Thật sự thì bữa giờ á là nhiều cô chú anh chị xem video rồi, có người thương cũng có người ghét, nói chung là do cái bản tính ảnh là vậy vậy của chú anh chị. Nghe máy không? Chưa độ. Chưa độ, chưa độ. Chỉ có điện chi hai à. Ờ à, điện chi hai cái ơi. Ông ba ông đi công chuyện rồi. Chở theo mấy con vật trên xe nhỏ ngồi lên thua luôn. Không giờ đem về bản nữa chứ giờ đâu có chỗ đâu làm. Biếu nhà vợ đâu có chỗ đâu làm. Ờ chị hai ơi, giờ cần thằng con em mới có kêu ghi kiếm mà em đi tới Cao Lãnh này em không biết đường qua bển, có cái ăn tấp bển ghi dọc đường anh thấy không quay luôn giùm em mà chỉ đường em qua bển giùm cái chị hai. Trường cầm máy luôn đi nè. Alo. Nói giùm em chị hai. Dạ em nghe chị ơi. Lúc lớn rồi này. Alo alo. Chị ơi giờ cái địa chỉ mà nhà mình ở đâu vậy để biết đường tụi em dẫn chị anh qua. Dạ em kêu nó ở nhà đi rồi chừng nào thì để ngày mai cha mẹ đi công chuyện chưa về, để về đi rồi tính. Trời ơi bây giờ ông chở một đống đồ lên đây nè, ông chạy qua tới đây ông kìm em luôn, gà vịt rồi đồ đạc tùm lum cho đây nè. À, em không biết nữa, chắc ổng ổng nôn rồi sao bây giờ ổng đem đồ đem xe gà vịt thì tùm lum rồi bây giờ ổng một hai là giống như là ổng kêu là em không biết đường, ổng chạy lên tới Cao Lãnh rồi nè. Rồi để em điện cha mẹ em cho chứ giờ là ổng phải đi điện chứ vậy à. Vậy hả? Rồi bây giờ gà vịt đem theo bây giờ lên rồi đồ đạc chất một xe trên đây luôn, thấy tội quá trời. Dạ. Địa chỉ cứ cho địa chỉ đi em dẫn em qua. Mai giờ bạn giờ sao trời giờ giống như kiểu là nửa cho nửa không vậy. Đúng rồi. Ừ. Bây giờ kêu nó cho địa chỉ qua bển là kiếm chỗ ngủ cũng được đó. Ừ. Em thì em biết gần xe khác chỗ cái kinh đó là có cái kinh nó có 6 cây cầu. Trời không đồng binh nó có 6 cây cầu luôn. À. Đồng binh nó có 6 cây cầu chứ không phải là gan mình là một cái vùng binh 4 cây còn cái vùng binh nó tới 6 cây. Rồi biết nhà ở đâu đâu tìm nội. Thì cái cầu đầu tiên á thì vô trong nhà của ông ba cây mấy số hỏi người ta là ta biết. À, ông già vợ tên gì? Tên Điểm. Tên Điểm hả? Ờ. Điểm mà là Điểm.
Điểm. Bây giờ cố gắng điện bà vợ hay là bà chị vợ hỏi địa chỉ thôi. Ừ, hỏi địa chỉ chính xác đi. Xã nào nói qua đó em ngủ đó cũng được. Qua đó ngủ ngủ nhà trọ cũng được. À, hiện tại bây giờ đó bà chị hai phải điện ông ba ông mới cho địa chỉ được, cả về chị hai cũng không biết chỗ đó nữa. Trời ơi. Điện ông ba được không? Bây giờ bà hai bà ở đâu? Bà cái giọng bà nói thì em biết là bà ở gần xe, không biết là chị hai ở đâu nữa, em cũng không gần nữa. Ô cầu chị hai nói giờ điện hai đứa em giờ mình lắm. Giờ điện ông già vợ không được hay sao? Em điện được ông ba đi công chuyện, sợ em chạy xe em không bắt máy á. Giờ điện chính xác lại lần nữa coi làm sao chứ, để chưa nắng rồi mấy con này sình hết trơn nè. Điện lại coi. Chị hai nói điện ổng không cho địa chỉ, bây giờ chị hai làm điện em điện nữa cũng đâu có được đâu. Đấy, giờ cũng khó. Giờ ông bị lửng lửng rồi nè. Giờ mấy con này giờ sao không lẽ giờ cho ông ngồi đây nghỉ chút xíu đi. Ông như chạy ra ngoài chợ kiếm cho chợ đi làm mấy con này kiếm đi. Kiếm cái chỗ làm mà với con dịch giùm em á. Chứ giờ cho ông nghỉ ngơi chút xíu. Rồi vậy nha. Có chữ giùm em ăn mặn mấy con này ra bỏ thôi em sợ sình á. Vậy thôi tính vậy đi anh Tâm ha. Vậy cho ông nghỉ xíu đi chứ giờ để mấy con này hồi sình kỳ lắm. Giờ nghỉ đi bằng mấy con này xong rồi cái lát liên lạc được với ông cha vợ rồi mới tính được. Giờ mới trở đi được. Hen vậy hen quý vị ha. Con cảm ơn bà con cô bác luôn. Rồi ok. Chờ con. Đừng khóc nữa. Không có khóc nữa nghe. Điện hả? Con nghe ông ba. Alo. Dạ. Con đi xuống với ông ba rồi con không biết gần đi sáng con kẹt có con cho ăn rồi không có chịu ăn, nó rồi đi kiếm mẹ xong đi rồi nó gặp mẹ nó có chịu ăn rồi. Mày xuống tao rồi có gặp mẹ nó đâu mày xuống chứ, mẹ bây giờ ở đâu tía đã nói với chị hai mày mà có với tao đâu mà gặp rồi sao chị hai nó lại hỏi ông kêu ông chỉ đường đi xuống dưới rồi chị hai nói vậy đó. Chỉ đường với tao cũng có gặp mẹ nó đâu mà xuống, tao nói tới để chừng nào á chịu đồng ý đàng hoàng á, tao kêu nó đi về rồi mày xuống, bây giờ mày xuống tao đi chơi không có ở nhà rồi ai đón mày vô đây. Đó, còn con thì con chở nhỏ, chở đồ đạc với chở mấy con gà rồi dịch sim với gà xuống dưới con tiện đâu chị hai ở ơn ông nè với chị mấy Phương ở ơn ông á, rồi con chở xuống dưới cho chị em rồi hợp lại rồi xung túc mà ăn luôn. Có ở đâu mà chị hai tao đi Long Hải thôi chơi rồi chiều tối thì tao mới về rồi mày xuống dưới rồi ai đón mày vô nhà đó. Tao nói đi có gì tao điện nè chú mà tao không có ở nhà chứ mày xuống mày ở với ai mày xuống với ai. Nó cái con không biết rồi đó, mình nhỏ nó nôn nó rồi kiếm mẹ nó còn ngồi trên xe con kêu sáng giờ ăn không chịu ăn à. Con đi với nhỏ thì hai cho con đó con kêu tóp đồ lạc hết rồi, chở đồ lạc kêu xuống hết rồi. Thì hai cho con đầu tiên tự chân cao lãnh con kêu xuống gặp mấy ảnh á, bây giờ kêu con không biết mình đi, mấy ảnh nói kêu ông á chỉ đường rồi mấy ảnh dắt đường đi cho con chứ con cũng không biết đường đi. Bây giờ tao nói tao ở Long Hải rồi. Dạ. Chiều tối với tao mấy chị à. Rồi mày xuống rồi sao đây? Ai đón mày vô nhà? Dạ, rồi con giờ rồi giờ con hiện tại giờ ở với chị hai hả Tiết? Tao nói với chị hai mày có ở nhà tao đâu mà tao mới gạt mày hay gì mà mày hỏi hoài. Dạ, con biết rồi. Dạ. Tôi cầu vợ con về con chịu, con làm gì con cũng chịu chứ á. Cả thằng nhỏ cũng với mẹ. Bây giờ cả con bây giờ hiện tại giờ con đi từ trên nhà con đi xuống dưới tới con lãnh rồi. Mấy anh tiếp bê giờ anh ngồi anh quay anh con không biết đường đi với anh chở anh giúp con anh chở con qua mở giùm luôn à. Mày chạy tới mày xuống dưới đi rồi chắc chiều tối tao mới về tới đó. Dạ bây giờ xuống, bây giờ để chú bia ông ba biết ông nói với mấy ảnh ăn chỉ ấy ăn dắt con đi giùm chứ con không biết đường đâu đi. Trường gặp chứ. Dạ mày alo con nghe chú ơi. Bây giờ chú dẫn chú ngay ngã bãi xe đét á. Dạ. Ngã bãi xe đét không ngay xanh đỏ đó. Dạ ngã bãi xe đét. Ở trên chú là quẹo phải. Dạ. Cầu gì chú? Cầu Tầm Dung. Cầu Tầm Dung hả? Tầm Dung
Cầu Tầm Du. À, ngay ngã bảy đó, chạy thẳng vô gần 5-6 cây tới cầu Tầm Du. Dạ. Rồi nó có cái đường ghé trái rồi tới cái chân chỗ nó bán ra dạ dạ rồi 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 bây giờ là tới cầu Tầm Du ha. Tới cầu Tầm Du nó có cái tiệm, hai cái tiệm bán thùng phi mà nước á. Dạ dạ. Dạ. Và quẹo vô trái. Rồi. Vừa tới cái tiệm nó là ngay chân cái tiệm nó có cái đường nghĩa trái là chạy thẳng xuống xã Tân Phú. Dạ. Xã Tân Phú hả chú? À. Rồi xã. Chú lấy số hộ đi, chú đi tới đâu chú quên. Rồi 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 chú nói con rồi rồi chứ giờ ông chở ba đồ lùm cùm quá giờ cho ông đi sớm chứ để mấy công ở đây rồi không có ba gà dịch còn nhỏ đói nữa tội ông. Mà tôi không có nhà chúng nó đi chắc chịu tối tôi mới về tới. Rồi 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 bây giờ vậy ha rồi con rồi 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 cầu Tầm Du. Ôi thành công tốt đẹp rồi. Vậy sao mình đi bển không? Rồi bây giờ đi bển không có ai ở nhà hết trơn nè. Đúng quá. Té con. Té con. Đổ đồ. Bây giờ cho kiếm chỗ mà mấy con vịt giùm em cái mặn con vịt với con gà. Giờ mặn vịt xong rồi đi bển thôi vậy. Rồi cho nó làm vịt xong đi rồi móc ra đi. Tại vì ông tí ông chưa có giờ, ông tới chiều đi, giờ. Ông đi Long Hải. Long Hải. Cái chuyện bây giờ. Long Hải Bạc Liêu hả? Chắc nhiều á, cũng không biết. À, cầu Tầm Du. Rồi cái chỗ là xã gì ta? Tân Phú. Tân Phú. Là ngay ngã bảy Sa Đéc á. Đường vô xuống ngã bảy Sa Đéc anh. Đường đó có em đâu có gần đâu, khó đi đó. Ngã bảy Sa Đéc họ lại tìm cái cầu Tầm Du được ra cái gì. Ừ. Rồi. Rồi giờ đi giải quyết gà trước đi. Ừ. Đói bụng mà nhỏ cái bụng à. Đi ăn cơm nữa hả? Bây giờ bằng gà trước đi em mới biết chỗ bằng gà. Rồi để vậy thôi vô trong nhà đi ha. Vô trong nhà đi có gì vô trong nhà em ăn cũng được á. Thôi thôi để ăn bếp đi trong nhà. Rồi vô nhà đi tính. Lên giờ.